Xin chào tất cả các bạn. Giờ học online chúng ta lại bắt đầu. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng với các bạn môn tiếng Việt. Để bắt đầu tiết học mới, cô cùng các bạn ôn lại bài hôm qua mình đã học nhé. Xem các bạn có nhớ bài giỏi như thế nào nè. Cô mời lớp chúng mình cùng đọc to bảng của bạn gà con nhé. Cô mời các bạn đọc. Cùng kiểm tra lại với cô nè. S, S, X. Cô mời các bạn đọc. A, đây là từ đất sét. Tiếp tục nha các bạn. Vịt bầu. Các bạn hãy đánh vần cho cô tiếng Việt. À, các bạn rất là giỏi. Chúng ta qua từ tiếp theo. Các bạn đọc đi nào. Quả mít. Còn từ này đọc như thế nào vậy các bạn? Bồ kết. Các bạn phân tích cho cô tiếng kết. Đúng rồi. Chúng ta tiếp tục qua tiếp theo nhé các bạn. Từ này đọc làm sao? Tết tóc. Chúng ta tiếp tục nào các bạn ơi. Cùng kiểm tra lại với cô nhé. Chú vẹt. Trong từ này, tiếng nào mang vần S? À đúng rồi, đó là tiếng vẹt có vần S. Qua đọc bảng của gà con, cô khen các em đọc rất là tốt. Còn những bạn nào mà đọc chưa tốt thì mình cố gắng rèn luyện thêm nhé. Chúng ta qua hoạt động đầu tiên, đó là hoạt động nói và nghe. Cô mời các em cùng quan sát bức tranh và cho cô biết trong tranh có những gì nhé. À, quan sát tranh cô thấy các bạn nhỏ đang phụ mẹ nấu ăn vào ngày nghỉ ở nhà. Cô có các từ sau. Cái thớt, cái vợt, cái sọt, trái ớt, cà rốt, gọt khoai, chốt cửa. Các bạn hãy quan sát những từ của cô, xem những tiếng nào có vần giống nhau. À, đó là tiếng gọt và tiếng sọt có vần ót. Tiếng vợt, tiếng thớt, tiếng ớt có vần ớt. Và tiếng rốt, tiếng chốt có vần ốt. Đây là những tiếng mang vần mới mà hôm nay cô muốn giới thiệu với các bạn. Tiếp tục chủ đề 10 ngày chủ nhật. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 3. Ót, ốt, ớt, tiết 1. Cô có vần ót. Các bạn phân tích cho cô vần ót này nào. Vần ót gồm có âm o đứng trước, âm tờ đứng sau. Ót, cô mời các bạn đọc lại. Lần nữa nào các bạn. Cô có vần ót. Cô muốn có tiếng sọt, cô làm như thế nào? À, cô thêm âm sờ trước vần ót và thêm thanh nặng dưới âm o. Cô mời các bạn phân tích tiếng sọt nào. Cùng phân tích với cô nhé. Tiếng sọt gồm có âm sờ đứng trước, vần ót đứng sau, thanh nặng dưới âm o. Sọt. Các bạn hãy đánh vần đi nào.
Sờ ót sót nặng sọt. Mời các bạn đọc lại lần nữa nào. Cô giới thiệu với các bạn đây là cái sọt. Trong từ này tiếng sọt mang vần ót. Các bạn đọc trơn đi nào. Cái sọt. Lần nữa nào các bạn. Các bạn quan sát hình tiếp theo cùng cô nhé. Các bạn biết đây là hình gì không? Đây là lá lốt đó các bạn. Lá lốt có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Cô có từ lá lốt. Trong từ này, tiếng nào chúng ta học rồi? À, đó là tiếng lá chúng ta học rồi. Còn tiếng lốt, chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Các bạn phân tích cho cô tiếng lốt. Tiếng lốt gồm có âm L đứng trước, vần ốt đứng sau, thanh sắc trên âm O, lốt. Cô mời các bạn nhắc lại. Cùng cô đánh vần nào. L ốt lốt sắc lốt, lá lốt. Cô mời các bạn nhắc lại. Nhắc lại lần nữa nào các bạn. Sau khi tìm hiểu tiếng lốt, cô có vần ốt. Các bạn phân tích cho cô vần nào. Vần ốt gồm có âm O đứng trước, âm T đứng sau, ốt. Cô mời các bạn đọc lại. Đọc lại lần nữa nào các bạn. Cùng cô đánh vần nhé. Ô T ốt. Các bạn đọc trơn đi nào. Chúng ta tiếp tục học phần tiếp theo nhé các bạn. Cô có vần ốt. Cô thay âm O bằng âm Ơ. Cô được vần gì nào các bạn? À đúng rồi, cô được vần ớt. Cô mời các bạn đọc lại. Các bạn phân tích cho cô vần ớt nào. Vần ớt gồm có âm Ơ đứng trước, âm T đứng sau. Ớt. Cô mời các bạn nhắc lại. Các bạn biết đây là gì không? À, đây là cái thớt đó các bạn. Trong từ cái thớt này, tiếng nào mang vần ớt? Tiếng thớt đúng không nào các bạn? Các bạn phân tích cho cô tiếng thớt. Tiếng thớt gồm có âm thờ đứng trước, vần ớt đứng sau, thanh sắc trên âm ơ, thớt. Cô mời các bạn nhắc lại. Các bạn đánh vần tiếng thớt nào. Thờ, ớt, thớt, sắc, thớt, thớt. Các bạn cùng đọc trên. Cái, thớt. Lần nữa nào các bạn. Cái thớt được làm từ gỗ, có loại làm bằng nhựa hoặc bằng nhôm, là vật dụng dùng trong nhà bếp để kê ở dưới thực phẩm, cần chặt hoặc thái nhỏ đó các bạn. Các bạn đọc trên lại ba vần này nào. Các bạn cho cô biết ba vần giống nhau và khác nhau ở điểm nào? À, giống nhau đều có âm tờ ở cuối và khác nhau ở âm O, âm O và âm Ơ. Các bạn bấm nút dừng màn hình và đọc lại sơ đồ bài học ngày hôm nay nhé. Các bạn đã nhận diện được các vần.
và luyện đọc được đúng các phần từ. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn luyện viết nhé. Chúng ta luyện viết vần thứ nhất nhé các bạn. Đó là vần up. Các bạn nhìn xem, con chữ tờ cao mấy ô ly? À, con chữ tờ cao 3 ô ly. Các bạn đặt bút dưới đường kẻ 3. Viết con chữ O. Nối liền nét với con chữ tờ. Dừng bút ở đường kẻ 2. Nhấc bút viết dấu ngang con chữ tờ. Ta được vần up. Các bạn giơ tay lên không trung nào. Chúng ta cùng viết. Các bạn bấm nút dừng màn hình và luyện viết vào bảng con nhé. Chúng ta qua viết chữ sọt. Đặt bút ở đường kẻ 1. Viết con chữ sờ. Nhấc bút viết vần óc. Cắt con chữ sờ nửa ô ly. Dừng bút ở đường kẻ 2. Nhấc bút viết nét ngang của con chữ tờ và dấu nặng dưới con chữ o. Ta được chữ sọt. Các bạn bấm nút dừng màn hình và luyện viết vào bảng con nhé. Chúng ta viết vần thứ hai nhé. Vần tốt. Các bạn viết tương tự như vần óc. Thêm dấu con chữ ô là ta được vần ốt. Các bạn bấm nút dừng màn hình và rèn viết vào bảng con. Chúng ta qua rèn viết chữ lá lốt nhé các bạn. Có con chữ L cao 5 ô ly và con chữ T cao 3 ô ly. Đặt bút ở đường kẻ 2, viết chữ lá. Cắt khoảng một con chữ O, viết chữ lốt. Các bạn dừng màn hình và luyện viết vào bảng con nhé. Chúng ta viết vần cuối cùng nào các bạn ơi. Đó là vần ớt. Vần ớt viết tương tự như vần ốt, thay dấu con chữ ô bằng con chữ ơ. Các bạn dừng màn hình và rèn viết vào bảng con nhé. Chúng ta qua rèn viết chữ thớt. Các bạn lưu ý con chữ hờ cao 5 ô ly. Đặt bút ở đường kẻ 2, viết âm thờ, dừng ở đường kẻ 2, lia bút, viết vần ớt, dừng bút ở đường kẻ 2, nhấc bút, viết dấu sắc trên đầu âm ơ và thanh ngang của con chữ tờ, ta có chữ thớt. Các bạn dừng màn hình và luyện viết vào bảng con nhé. Ở nhà, các bạn sẽ rèn viết và vở cho đẹp và đúng nhé. Tiết 1 của chúng ta tới đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn ở tiết 2.